Cục Đường sắt Việt Nam vừa công bố đường dây nóng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019. Tổng đài điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam là 0865367565. Cục Đường sắt Việt Nam khẳng định trong dịp Tết Dương lịch 2019, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Kỷ Hợi, các tổ chức cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin vào đường dây nóng bất cứ thời điểm nào. Còn đối với lĩnh vực hàng hải thì cũng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc trong dịp lễ Tết năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các cảng vụ hàng hải tổ chức trực 24/7, thông báo đường dây nóng để tiếp nhận phản hồi từ doanh nghiệp và hành khách. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước phương tiện, tránh các trường hợp lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ Tết để tăng giá ép khách. Cảng vụ hàng hải phối hợp chặt chẽ với cảng vụ đường thủy nội địa và Sở Giao thông Vận tải các địa phương kiểm soát chặt chẽ các phương tiện chạy vượt tuyến cho phép, các phương tiện hoạt động tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, kiểm soát tải trọng chuyên chở, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu.